Ăn kiêng kiểu Nhật giảm ngay 5 kg. Ăn kiêng kiểu Nhật Bản là một trong những phương pháp hiệu quả mà an toàn giảm cân là gì? Cân nặng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như kích cỡ xương, cơ bắp, chất béo, nước và các loại mô khác trong cơ thể. Do đó, về mặt y học, giảm cân là việc thay đổi trọng lượng cơ thể dựa trên cơ chế giảm mỡ, giảm nước hay giảm mô cơ bắp trong cơ thể. Có một sự thật mà rất nhiều người hay nhầm lẫn trong quá trình giảm cân, đó là cân nặng giảm thì chưa chắc lượng mỡ trong cơ thể sẽ giảm. Nhầm lẫn này khiến nhiều người có suy nghĩ giảm cân cấp tốc bằng cách nhịn ăn. Điều này có thể khiến cơ thể bạn sụt cân, nhưng là giảm nước, lượng cơ bắp suy yếu làm da và cơ lại bị chảy nhão. Khi bạn ăn uống trở lại thì cân nặng lại trở lại như cũ. Chế độ ăn kiêng kiểu Nhật, chế độ ăn kiêng Nhật Bản sẽ rất tốt cũng như phức tạp ở chỗ nói đòi hỏi người thực hiện ăn kiêng phải ghi rất rõ ràng những thức ăn mà bạn ăn hàng ngày, bạn phải viết một cách cụ thể bạn ăn gì và vào giờ nào hàng ngày. Sau đây là chế độ ăn kiêng cho 7 ngày đầu tiên, sau đó cần lặp lại chu trình này và có thể thay đổi cà phê bởi trà. Ngày thứ nhất, bữa sáng, một cốc cà phê đen nguyên chất, bữa trưa, hai quả trứng luộc chín, salad bắp cải tươi với dầu thực vật, cà chua sống và nước ép cà chua. Bữa tối, 200g cà rán hoặc luộc, salad bắp cải tươi, ngày thứ hai. Bữa sáng, cà phê đen với một lát nhỏ bánh bích quy, tốt hơn là bánh gạo lức. Bữa trưa, cá luộc hoặc rán, salad bắp cải tươi. Bữa tối, 200g thịt bò luộc, một cốc the phơ không béo, ngày thứ ba. Bữa sáng, cà phê. Bữa trưa, một quả trứng, salad gồm ba củ cà rốt luộc trộn với dầu thực vật. Bữa tối, hai quả táo tây ngày thứ tư, bữa sáng, cà phê, bữa trưa, rau mùi trộn dầu, hai quả táo tây, bữa tối, hai quả trứng luộc chín và 200 g thịt bò hấp, salad bắp cải tươi trộn dầu ăn, ngày thứ năm, bữa sáng, salad cà rốt trộn nước chanh, bữa trưa, 500 g cá luộc hoặc rán, một cốc nước ép cà chua, bữa tối, 200 g cá, salad bắp cải tươi với dầu ăn, ngày thứ sáu, bữa sáng, cà phê, bữa trưa, 500 g thịt gà luộc, salad bắp cải và cà rốt tươi. Bữa tối, hai quả trứng luộc chín, salad cà rốt sống trộn dầu ăn. Ngày thứ bảy, bữa sáng, trà đen. Bữa trưa, 200 g thịt bò luộc, hai quả táo. Bữa tối, bạn có thể chọn bất kỳ một bữa tối nào trong các ngày đã nêu, trừ bữa tối của ngày thứ ba, kết thúc đợt ăn kiêng. Kết thúc đợt ăn kiêng một cách thận trọng và từ từ tăng dần dần số lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn cũng như dần dần đưa muối vào khẩu phần ăn hàng ngày chế độ ăn cần có chừng mực bởi vì nguy cơ tăng cân trở lại rất cao